Này thiện hiện, 32 tướng đại sĩ chẳng hoại không, không chẳng hoại 32 tướng đại sĩ. Đây là 32 tướng đại sĩ, đây là không. 80 vẻ đẹp phụ thuộc chẳng hoại không, không chẳng hoại 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Đây là 80 vẻ đẹp phụ thuộc, đây là không. Này thiện hiện, pháp không quên mất chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp không quên mất. Đây là pháp không quên mất, đây là không. Tánh luôn luôn xả chẳng hoại không, không chẳng hoại tánh luôn luôn xả. Đây là tánh luôn luôn xả, đây là không. Này thiện hiện, trí nhất thiết chẳng hoại không, không chẳng hoại trí nhất thiết. Đây là trí nhất thiết, đây là không. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng hoại không, không chẳng hoại trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đây là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đây là không. Này thiện hiện, quả dự lưu chẳng hoại không, không chẳng hoại quả dự lưu. Đây là quả dự lưu, đây là không. Quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác chẳng hoại không, không chẳng hoại quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác. Đây là quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác. Đây là không. Này thiện hiện, tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng hoại không, không chẳng hoại tất cả hạnh đại Bồ Tát. Đây là tất cả hạnh đại Bồ Tát, đây là không. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng hoại không, không chẳng hoại quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Đây là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, đây là không. Này thiện hiện, thí như hư không chẳng hoại hư không, cảnh giới hư không nội chẳng hoại cảnh giới hư không ngoại. Cảnh giới hư không ngoại chẳng hoại cảnh giới hư không nội. Như vậy, này thiện hiện, sắc chẳng hoại không, không chẳng hoại sắc. Thọ tưởng hành thức chẳng hoại không, không chẳng hoại thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, nhãn xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại nhãn xứ. Nhĩ tỷ thể thân ý xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại nhĩ tỷ thể thân ý xứ. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, sắc xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, nhãn giới chẳng hoại không, không chẳng hoại nhãn giới. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chẳng hoại không, không chẳng hoại nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, sắc giới chẳng hoại không, không chẳng hoại sắc giới. Thanh hương vị xúc pháp giới chẳng hoại không, không chẳng hoại thanh hương vị xúc pháp giới. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không.